Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi có được một cuốn sách là Tại sao không theo đạo Chúa, một sự lừa bịp vĩ đại và những tội ác khủng khiếp, xuất bản năm 1997. Lời mở đầu: con người không phải chỉ có ăn, ngủ, giao cấu và đợi ngày chết, mà luôn luôn sống vì một niềm tin, một lý tưởng nào đó, tin Chúa hay tin Phật, cũng là một niềm tin để chúng ta tự thăng hoa cuộc sống. Thiếu niềm tin tôn giáo, con người hầu như sống thiên về trụy lạc hơn là thánh thiện. Nhưng gần 2.000 năm qua, nhiều tay thủ đoạn đã lợi dụng tôn giáo để mưu đồ riêng. Họ nhân danh Chúa, nhân danh Thượng Đế để cưỡng đoạt quyền hành và chiếm thuộc địa, gieo rắc biết bao tai họa không những cho các nước Á Châu mà cả thế giới. Tuyển tập này sưu tầm một số bài của các tác giả nổi tiếng quốc tế để làm sáng tỏ nhận định trên, từ đó có thể tránh được các cạm bẫy mà những con buôn muốn biến chúng ta thành kẻ tay sai đắc lực và biến quốc gia ta thành chư hầu của ngoại bang. Đây là một cuốn sách quý giá, bổ ích không những cho người không phải tín đồ gia tô giáo mà còn ích lợi cho cả tín hữu gia tô đạo thời Chúa. Để thấy rõ mặt trái của tôn giáo mà chúng ta theo, đặc biệt và lý thú hơn của cuốn sách này là tất cả các bài viết hoặc trích dẫn đều được viết bởi các tín đồ thời Chúa hoặc của linh mục, giám mục và giáo hoàng. Một số bài viết của các anh danh nhân ngoại quốc, chúng tôi có kèm phần dịch tiếng Việt và mọi trích dẫn đều có ghi xuất xứ để độc giả dễ tra cứu thêm. Sách Thọ John Lai, năm 1994. Đạo Gia Tô La Mã: đừng tin vào kinh sách cổ viết bằng tay, đừng tin vào một điều mà dân tộc mình tin hay làm cho mình tin từ lúc nhỏ. Đối với tất cả mọi điều đều phải áp dụng lý trí sau khi phân tích. Nếu thấy rằng những điều ấy tốt cho mọi người và cho mỗi người thì hãy tin nó, sống cho nó và giúp cho người khác cùng sống như vậy. Đó là lời nói của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đạo Gia Tô đã gây ra không biết bao nhiêu vụ đổ máu khủng khiếp. Nguyên nhân của những giết người vì lý do tôn giáo và khủng hoảng tín ngưỡng của dân Âu Châu theo đạo Gia Tô ngày nay có lẽ đã bắt nguồn từ thế kỷ thứ tư, khi vua Constantine dùng cảnh sát để khủng bố hay tiêu diệt những môn phái khác của Church và ra lệnh tiêu hủy hết những tài liệu chân thật về Chúa Giêsu, rồi đem thay thế vào đó những sách phúc âm mới được viết lại cho phù hợp với ý muốn của nhà vua. Bài viết sau đây kể lại những chuyện xảy ra vào thời kỳ đó. Những ồn ào về cuốn phim Sự Cám Dỗ Cuối Cùng của Church làm cho ta phải cứu xét lại lịch sử không có gì đặc biệt của các sách phúc âm hiện tại và tính chất chân thực của nó. Sự kiện này làm cho rất nhiều lập luận chỉ còn mang tính chất kinh điển. Ví dụ như chuyện nào là đúng lịch sử, đạo Gia Tô đã thay đổi bởi một sự việc xảy ra vào thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch
khi đế quốc lớn nhất của thời đó, La Mã, quyết định theo đạo Gia Tô. Vua Công Tăng Tinh trong bản chất không phải là người theo đạo Gia Tô. Ông ta đã giết rất nhiều người trong gia đình của chính ông ta và đã bỏ bà vợ vào thùng nước sôi cho chết. Ông cũng đã vi phạm tất cả các điều răn và còn nhiều hơn thế nữa. Gác ra ngoài những chuyện thần thoại nói ngược lại, Công Tăng Tinh quyết định theo đạo Gia Tô vì lý do chính trị. Vì đạo Gia Tô đã bành trướng ra toàn thể đế quốc, Công Tăng Tinh thấy rằng đạo Gia Tô có thể giúp ông kiểm soát được đế quốc. Hồi đó có rất nhiều giáo phái Gia Tô lớn có, nhỏ có. Những người của giáo phái lớn nhất được gọi là Arian, theo tên của một vị giám mục Ai Cập, Arius. Môn phái này tin rằng Chết chỉ là một ông thầy giảng Do Thái và chỉ là một người đặc biệt do Thượng Đế tạo ra. Tuy nhiên, Chết chưa bao giờ được coi là Thượng Đế. Nhà vua Công Tăng Tinh với quyền năng rất mạnh quyết định rằng đạo Gia Tô của ông phải có nhiều đặc tính và sách Phúc Âm phải viết lại cho phù hợp với chân lý mới. Những đặc tính ấy là: thứ nhất, Chết phải được coi là Thượng Đế. Điều này dễ dàng được chấp nhận bởi đại đa số dân La Mã vô đạo sẽ phải trở lại đạo. Và vì vào thời đại ấy, đa số vua đều được thần thánh hóa, thượng đế hóa, vua được coi là thiên tử, con trời. Thứ hai, cái sự thật là người La Mã đã giết Chết vì họ thấy Chết là một nhà cách mạng tại một nước mà sự nổi loạn chống người La Mã là lẽ sống của dân ở đó. Cần phải thay đổi, đổ tội cho người khác, trong trường hợp này là Do Thái, vì họ không mạnh về chính trị và không khiếu nại được. Cuối cùng là dân La Mã không thể thờ phụng một thượng đế mà chính họ giết. Giáo điều gọi dân Do Thái là những người giết Chúa bắt đầu như thế. Sau hết, Công Tăng Tinh muốn rằng chỉ có một đạo Gia Tô chân chính, vì nhiều môn phái quá có thể làm cho dân chúng bối rối trước chân lý mới. Môn phái nào chấp nhận những điều kiện đó sẽ là đạo Gia Tô chân chính được Công Tăng Tinh lựa chọn và sau đó được xác nhận bởi hội đồng tôn giáo ở Nicaea. Môn phái được lựa chọn trở thành đạo Gia Tô La Mã, cái gọi là đạo chính. Công Tăng Tinh bèn dùng cảnh sát để khủng bố những môn phái khác của Chết cho đến khi họ bỏ đạo cũ trở lại đạo mới, hay là bị giết hay phải di cư đi nơi khác. Công Tăng Tinh cho phép tổ chức những nhóm tàn sát nhỏ đi giết người Do Thái trong toàn thể đế quốc cho phù hợp với cái gọi là chân thật của những sách Phúc Âm mới của ông. Nhưng kinh khủng hơn là Công Tăng Tinh cho lệnh hủy hoại hết những giấy tờ hay tài liệu có liên quan đến đời sống của Giê-xu Chết. Nếu nó không phù hợp với những sách Phúc Âm đã được chấp nhận, những sách này được viết lại bởi những viên chức nhà thờ của chính phủ, thầy tu quốc doanh Jerusalem hồi ấy do La Mã kiểm soát đã bị khám xét kỹ lưỡng để tìm những tài liệu, và khi tìm được thì đem đi đốt ngay. Vì thế cho đến ngày hôm nay không có một tài liệu hiện hữu nào được viết ra trong lúc Chết còn sống, hay là bản chép của những điều mà các đồ đệ của Chết hay những người thực sự biết Chết viết ra. Việc này xảy ra mặc dù người La Mã đã kỹ lưỡng trong việc sưu tầm những tài liệu liên quan tới đế quốc. Ví dụ như những báo cáo do Pontius Pilate gửi về Roma không còn. Cả những chi tiết khác về thời của Chúa Giê-xu cũng không có.
Joseph Puth, một nhà viết sử Do Thái La Mã, đã viết lịch sử chi tiết về người Do Thái sau khi Jerusalem thất thủ năm 70 sau Tây lịch. Viết bằng tiếng Hy Lạp để cho thế giới văn minh đọc. Cả đến công trình nghiên cứu này cũng bị gạn lọc, và đoạn nói về thời gian hiện hữu của Chúa thì được viết lại. Nhưng có một điều lạ là mặc dù chính sách đàn áp của Constantine và những chế độ kế tiếp, dân chúng vẫn truyền khẩu nhau những chuyện khác về chết, tiếp nối từ thế hệ này tới thế hệ khác, để rồi từ đó phát sinh ra những môn phái tôn giáo mới. Tôi tin chắc rằng sự cám dỗ cuối cùng của chết, sách và phim cũng không chân thật gì hơn. Những sách phúc âm hiện hữu thật là bất hạnh, vì có lẽ chúng ta không bao giờ biết chuyện thật chỉ vì không tin tin. Ai muốn tin thế nào tùy ý. Trích Yoga của Trần Văn Kha. Đó là cái phần nói về khởi xướng của đạo Kitô, cũng là đạo Thiên Chúa giáo hay là đạo Công giáo. Thì nó có cái đầu, nó mới có cái kết. Thì giọt nước đi, giọt nước phía trước nó rớt chỗ nào thì giọt phía sau nó sẽ rớt ngay chỗ đó. Quý vị cứ thử nghiệm đi. Mỗi lần mà trời mưa, chúng ta sẽ nhìn trên mái nhà, những giọt nước nó rớt xuống, giọt trước nó rớt chỗ nào thì giọt sau sẽ rớt ngay chỗ đó. Ngoại trừ có gió. Gió đây là những người giống như người Hiệp, Trần Ly và những kênh nói sự thật về cái tà đạo Gia Tô này. Thì đó là những ngọn gió, nó đẩy đưa những giọt nước đi sang một hướng khác, nó sẽ ổn định hơn. Nếu như chúng ta cứ khăng khăng một mực bằng một niềm tin mù quáng, cố chấp, ấu trĩ và không chịu động não để suy nghĩ, thì cái tà đạo này nó sẽ tồn tại trên tinh thần tàn ác và vô nhân đạo, bịp bợm. Và những người có niềm tin về Chúa thì chẳng khác nào tiếp tay cho những cái bọn lừa gạt thiên hạ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tiếp theo, phần thứ hai, ít nhiều nhận định về Thiên Chúa giáo. Nhân tử Nguyễn Văn Thọ là người viết bài này. Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ hiện cư ngụ tại vùng Orange County, California. Ông uyên bác cả Đông lẫn Tây học và rất giỏi về nho học. Ông là cựu giảng sư Đại học Y khoa và Đại học Văn khoa Sài Gòn. Trước năm 1975, bác sĩ Thọ rất có uy tín tại hải ngoại. Có thể nói được rằng trong vòng 2000 năm vừa qua, Cơ Đốc giáo đã tung hoành trên thế giới. Chữ Cơ Đốc giáo bao gồm Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành giáo và tất cả đều tin vào Thượng Đế. Như Tân Cựu Ước đã mô tả, và đều tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa giáng trần cứu chuộc thiên hạ. Con số tín đồ đã lên cho đến gần cả 150,000. Thoạt nhìn thực ra là một lâu đài tráng lệ, nhưng càng lặng ngắm càng thấy nó đã bị rạn nứt, đã bị trong trên về nền móng đã bị lung lay hư hỏng. Ngày nay có thể nói được rằng dưới cái chiêu bài chân lý tuyệt vời, ta có thể vạch ra được nhiều những sự ngụy tạo hết sức tinh vi. Tôi đã từng theo Thiên Chúa giáo trong vòng 20 đến 30 năm. Lúc mà thiếu thời, đã từng sống không biết bao nhiêu giờ phút dày vò vì hai chữ tội khiên, say sưa vì câu kinh tiếng hát. Lúc bé vì chưa biết thế nào là ngoại giáo, nội giáo, chưa biết gì về vũ trụ
và con người, chưa biết gì về xã hội, nhân sinh, chưa biết suy tư, tìm hiểu, phán đoán, chưa đọc các thánh thư, các đạo giáo khác, cũng như chưa nghiên cứu các đạo khác và các thánh hiền đã thành chân chứng thánh thống, thánh Đông Tây Kim Cổ, chưa chứng nghiệm được sự trưởng thành của óc chất tâm linh, nên tôi thấy nó cao siêu hấp dẫn. Năm 36 tuổi, nhân khảo về Khổng giáo, tôi đã được một mạch sự giác ngộ nội tâm, nên đã bừng tỉnh giấc Nam Kha và đã nhìn thấy rõ những sự sai trái thấp kém của nó. Cho đến ngày nay, mỗi khi nghĩ lại sự mình thoát khỏi được Thiên Chúa giáo nói riêng và các tôn giáo công truyền thiên hạ nói chung, để đi vào chính đạo giải thoát nội tâm, tôi cho đó là đại hồng ân của trời đất. Tôi viết bài này không dành cho quần chúng, tôi viết cho những người đồng thanh, đồng khí, muôn phương. Tôi viết cho hậu thế, chính vì không có một hậu ý gì không tốt đẹp, mà phải cốt là khai phóng thực sự con người, vạch gai ốc, vạch gai gốc để tìm ra đại đạo và chân lý, nên tôi sẽ viết hết sức vô tư và bình thản. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ không viết hết mọi suy tư nhận định của tôi về Thiên Chúa giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành. Tôi viết bài này tùy ngọn bút để đưa, tùy thần trí hướng dẫn, nên không muốn chi chương chi mục. Một nhận xét sơ khởi của tôi là vì mấy thứ đạo Thiên Chúa giáo nói trên tuy có thể có cùng một thánh kinh, Tin lành chỉ có 39 quyển Cựu Ước, Công giáo có 47 quyển, cùng tin có Thượng Đế, cùng nhận Chúa Giêsu là giáo chủ, nhưng đi sâu vào các vấn đề về tín lý, tìm hiểu cách thức các giáo hội đối đãi với nhau, chúng ta mới thấy tất cả các đạo giáo trên đều là những đạo tương đối. Nói là trời lập ra, nhưng chính thực là người sáng tạo. Có điều giáo hội này cho là chân thì giáo hội kia lại cho là giả. Giáo hội nào cũng đề cao tình bác ái, nhưng lịch sử đã cho thấy những giáo hội anh em với nhau nói trên đã luôn luôn coi nhau là thù địch, đã từng bỏ nhau xuống hỏa ngục, đã từng sỉ vả nguyền rủa lẫn nhau, thậm chí đã từng hưng binh tàn sát lẫn nhau, đã từng dùng những thủ đoạn hết sức ác độc để gieo tai họa cho giáo hữu của đối phương. Trong các tôn giáo nói trên, Công giáo mạnh nhất, có tổ chức nhất, nên tôi sẽ dùng Công giáo làm đối tượng chính của thiên khảo luận. Tôi làm công chuyện này không có ác ý gì riêng đối với Công giáo, vì đối với tôi, bất kỳ đạo giáo nào khi đã đi vào con đường công truyền cốt thu hút quần chúng thì cũng đầy dẫy những sai lầm, cũng đầy dẫy những thủ đoạn tàn độc. Chúng ta chỉ có thể mù hay điếc mới không nhìn thấy, nghe thấy những điều đó. Tôi chọn Công giáo vì nó có nhiều tín đồ nhất và lâu đời nhất. Nó lâu đời chỉ thua có Do Thái giáo, một tôn giáo mà Công giáo đặt trọng tâm hủy diệt trong vòng 2000 năm nay. Nhưng chung cuộc đã thất bại, nhưng ta sẽ thấy sau này. Trước hết, đối với tôi, cái sai lầm lớn lao của người Tây Phương trong vòng mấy nghìn năm nay là niềm tin vô tận vào quyển Kinh Thánh Tăng Ước, Cựu Ước, và cho rằng chính Thiên Chúa đã mất thì giờ mà đọc cho các tác giả Thánh Kinh viết, cho nên nó phải đúng từng chữ, và tất cả những điều đã ghi chép trong đó là những dữ kiện lịch sử, là chân lý. Họ còn cho rằng chân lý chỉ được mặc khải cho các tác giả Thánh Kinh Tăng, Cựu Ước và đã chấm dứt sau các thánh tông đồ, cơ quan nắm giữ chân lý hiện nay là giáo hội. Con người bình thường không được quyền hiểu Kinh Thánh theo ý mình,
mà phải hoàn toàn lệ thuộc vào sự giải thích của giáo hội. Vì dựa vào thánh kinh nên nhiều người cho đến ngày nay vẫn còn cho rằng trái đất con người mới được tạo dựng cách đây khoảng 6.000 đến 10.000 năm. Niềm tin này đã được mọi người Công giáo tin theo. Phía Tin lành thì những người tin mạnh nhất là những người được mệnh danh là bảo thủ. Đọc lại thánh kinh thì tất cả những dữ kiện đưa ra trong các chương 1, 2, Sáng Thế Ký đều được thuộc loại huyền ký, chứ không có chút gì gọi là khoa học lịch sử. Ta dẫn chứng bằng Sáng Thế Ký 1 và 2. Theo Sáng Thế Ký 1, Chúa dựng nên trời đất trong 7 ngày theo thứ tự sau. Ngày thứ nhất, Chúa dựng nên trời đất và ánh sáng. Chia ánh sáng khỏi tối tăm, gọi ánh sáng là ngày và tối tăm là đêm. Ngày thứ hai, dựng nên vòm trời. Công giáo dịch là vòm và chú, chú rằng người dân Semitic xưa coi cái vòm trời đó là cứng nhắc, cứng chắc, có thể giữ nước ở phía trên, không cho rơi xuống trần gian. Nó hình nửa vòng cầu hoặc như cái chảo úp, như ta thường trông thấy. Nó chắc chắn là phải hết sức cứng vì có thể chứa được một số lượng nước khổng lồ trên bên trên. Vòm trời đó theo Job đã được đúc bằng đồng thau. Job 37:18. Vòm đó có chứa có những cửa, khi muốn có hồng thủy, những cửa trời đó sẽ được mở ra cho nước trên trời tuôn xuống. Gen 7:11. Mặt trăng, mặt trời và các vì sao được gọi bằng một danh từ hết sức khiêm tốn là đèn đóm. Xem Kinh Thánh Nguyễn Thế Thuấn, Gen 1:17. Điều nương vào vòm trời đó, Gen 1:17. Y như những ngọn đèn treo trên trần nhà, những ngọn đèn đó dĩ nhiên là nhỏ xíu. Vì lúc thế mạt mà cách đây 2.000 năm, Chúa Giêsu đã chủ trương là sắp tới đây tinh tú sẽ rụng xuống trần gian, nhiều như những quả vả chín rơi rụng khi cây vả bị dập vùi trong một trận cuồng phong. Rêu 6:13. Cung đình Chúa và tòa ngôi ngài đặt trên vòm trời đó. Psalm 11:4. Vì Sáng Thế Ký đã định nghĩa cái vòm đó là trời. Gen 1:8. Chúa Giêsu cũng xác quyết Chúa Cha ở trên đó khi ngài dạy cầu xin lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Mát 6:9. Thánh Gioan dạy rằng lúc thế mặt vòm trời đó sẽ bị cuộn lại, cuốn đi như một trang sách. Rêu 6:14. Chúng ta cũng nên nhớ rằng vòm trời đó có nhiều cột chống đỡ. Job 27:11. Và trái đất cũng có nhiều cột chống đỡ. Job 9:6. Đất đã được Chúa đặt và vững trên mặt nước. Psalm 136:6. Đất muôn đời đứng yên một chỗ. Ngày thứ ba phân đất ra khỏi nước, dựng nên cây cối. Ngày thứ tư dựng nên hai ngọn đèn lớn nhỏ và các vì sao đặt vào vòm trời để soi cho trái đất, và thể để thị tiện cho việc làm lịch xem ngày. Ngày thứ năm dựng nên các loài dưới nước và trên không. Ngày thứ sáu dựng nên các loài sống trên cạn, dựng nên ông Adam, bà Eva. Ngày thứ bảy nghỉ. Trong chương nhất này, tên của Chúa Elohim. Đến chương 2, Chúa đổi thành Yahweh và tả lại cung cách tạo dựng trên trời đất và muôn loài một cách hoàn toàn khác biệt nhau. Đại khái rằng, hoặc kỳ thủy khi Chúa dựng nên trời đất thì trái đất còn hoang vu, Chúa bèn lấy bụi đất mà dựng nên ông
Adam, rồi thổi sinh khí vào hai lỗ mũi ông, cho ông thành người sống động. Sau đó dựng lên một cái vòm, một cái vườn cho ông ở, và lúc ấy mới dựng lên cây cối. Sau đó muốn cho ông có một bạn xứng đáng nên đã dựng lên các loài vật và các chim trời và đem chúng lại cho ông đặt tên. Adam chê chẳng tìm được bạn nào thích hợp, Chúa bèn cho ông ngủ đi và lấy một khúc xương sườn của ông để tạo dựng nên bà Eva. Ta nhận thấy trong chương 2 này không có nói dựng nên mặt trời mặt trăng gì cả, và lấy con người làm trọng tâm. Trong chương này Chúa dựng nên con người trước, rồi mới dựng nên cây cối và vạn vật sau. Sánh hai chương trên, ta đã thấy một sự mâu thuẫn quá lớn lao, không có lý nào mà ngũ kinh do Chúa đọc cho một tác giả duy nhất là Môi-se chép, khi mô tả cùng một mà công chuyện tạo dựng lại có thể khác nhau đến như vậy. Ngày nay các học giả đã chứng minh rằng ngũ kinh là do nhiều môn phái, nhiều người sống trong nhiều thế kỷ khác nhau viết. Những môn phái đó là phái Javitic, viết tắt là GG, là đầu chữ Jehovah, gọi Chúa là Jave hay Jehovah, viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước kỷ nguyên. Phái Elohitic, viết tắt là E, vì gọi Chúa là Elohim, viết ít lâu sau trường phái trên. Phái Deuteronomic, viết tắt là D, là D, viết vào khoảng 622 đời Josiah. Phái Priestly, viết tắt là B, viết sau khi dân Do Thái đi lưu đày, tức là sau 500. Như vậy Môi-se sống vào khoảng 1250, mà người ta vẫn được dạy dỗ là tác giả ngũ kinh. Ngay Chúa Giê-xu cũng tin vậy. John 5:46, Luca 24:27, Luca 16:31. Thực ra lại không phải là tác giả, mà tác giả lại là vô số người viết. Cách nhau nhiều thế kỷ, bộ ngũ kinh như vậy đã được viết ra trong vòng 400 năm. Chương 1 mà Genesis đã được viết bởi môn phái Wesley, còn chương 2 đã được viết bởi môn phái Javitic. Cứ so sánh hai chương trên với sự mô tả khác biệt nhau như nước với lửa, ta có thể kết luận chắc chắn rằng đó không phải là Chúa phán hay Chúa viết, Chúa soi, mà là người phàm viết như trăm nghìn huyền thoại khác. Công giáo như đã ghi rõ ràng trong quyển Martyrologia Roman cho rằng trời đất đã được tạo dựng vào năm 5199. Tin lành theo tổng giám mục Uther đã cho rằng trời đất đã được tạo dựng nên lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 4004. Các học giả Do Thái đoán rằng trời đất đã được tạo dựng nên ngày 7 tháng 10 năm 3761. Các người theo phái Fundamentalist cho rằng tất cả đã được tạo dựng trên khoảng từ 6.000 đến 10.000 năm nay. Cũng có người cho rằng sự tạo dựng đã xảy ra vào năm 5509. Theo khoa học ngày nay, sự diễn biến đã xảy ra như sau. Hoặc kỳ thủy có một cái trứng vũ trụ vô cùng nóng hổi cách đây khoảng 15 tỷ năm, đột nhiên nổ tung, sinh ra các dải ngân hà và tỷ tỷ tinh tú. Cách đây khoảng 5 tỷ năm, Thái Dương hệ ra đời. Cách
Cách đây khoảng hơn 600 triệu năm, các sinh vật li ti dưới biển bắt đầu xuất hiện. Cách đây 450 triệu năm, có cỏ cây. Cách đây khoảng 405 triệu năm, bắt đầu có sinh vật. Các loài phi trùng có cánh có cách đây khoảng 400 triệu năm. Thủy tổ loài người, các loài nhân hầu xuất hiện cách đây khoảng hơn 40 triệu năm. Vật có nhân dạng xuất hiện cách đây khoảng 20 triệu năm. Homo habilis xuất hiện cách đây khoảng 2 triệu năm. Homo sapiens xuất hiện cách đây khoảng 150.000 năm. Con người modern có khoảng cách đây 50.000 năm. Sách các đoạn kinh thánh với nhau, sánh kinh thánh với các khám phá khoa học, ta thấy hai chương 1 và 2 Sáng Thế Ký hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Cái vòm trời, cái trời bằng đồng thau mà Chúa đã vất vả dùng cả ngày thứ hai xây dựng, nên với những cửa có thể mở đóng tùy nghi, đã được chứng minh là hoàn toàn không có. Đó chỉ là một ảo giác của chúng ta mà thôi. Trái đất không thể nào có trước các vì tinh tú và mặt trời mặt trăng. Cây cối không thể có trước tinh tú và mặt trời mặt trăng. Adam Eva không phải là thủy tổ loài người, vì con người đại khái đã xuất hiện cách đây tối đa khoảng nhiều triệu năm, tối thiểu cách đây khoảng 150.000, chứ không phải là cách đây mới 6.004 năm. Nếu vậy, một là chúng ta phải chấp nhận những chương sách nói trên không phải là lời Chúa mà là lời phàm. Hai là nếu đúng là lời Chúa thì lời Chúa hoàn toàn sai lệch, nghịch lại với thực tế. Nếu nhận rằng các chương trên là lời phàm thì lấy gì bảo đảm các chương sau là lời Chúa? Nếu Adam và Eva không phải là thủy tổ loài người thì làm gì có tội tổ tông? Nếu không có tội tổ tông thì làm gì có chuyện Chúa giáng trận cứu chuộc? Nếu vậy, đạo Thiên Chúa giáo hoàn toàn đã được xây dựng trên những ảo tưởng. Nếu không có chuyện Chúa giáng trần thì dĩ nhiên Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, mà chỉ là một con người đã giác ngộ, đã sống phối hợp được với Thượng Đế ngay từ ở trần gian này, như trăm ngàn thánh hiền xưa nay đã làm được như vậy. Chúa tuyên bố đã nghĩ không còn tạo dựng nên cái gì mới nữa. Thế mà thiên văn học luôn luôn có cáo tri có những vì sao mới xuất hiện trên vòm trời, kể cũng kỳ lạ thật đấy. Ở Mỹ này, nhiều người theo đạo Thiên Chúa giáo cũng đã nhìn thấy những cái nguy cơ. Họ cho rằng Darwin với thuyết tiến hóa đã làm giảm thiểu quang huy của Chúa trong sự tạo dựng, đã muốn hạ bệ Thiên Chúa và đã hàm ngụ ý rằng trong vòng 2.000 năm nay, những người theo Thiên Chúa giáo đã bị lừa bịp bởi một lời nói láo vĩ đại. Những người triệt để theo truyền thống cũ thuộc giáo phái Tin Lành trong nhiều tiểu bang đã đứng ra bài xích khoa học và thuyết tiến hóa, đã dùng ảnh hưởng của mình để bắt nhiều tiểu bang phải tìm cách ngăn chặn, cấm đoán, không cho dạy thuyết tiến hóa trong các trường trung tiểu học công cộng. Họ biết rằng nước Mỹ cấm không cho dạy đạo giáo trong các trường, nên từ năm 1960 trở đi, họ kêu gọi những học giả, những khoa bản thành lập những hội nghiên cứu thuyết tạo dựng theo khoa học. Những hội mệnh danh là tạo dựng khoa học đó có thể liệt kê như sau: thành lập năm 1963 ở Ann Arbor, Michigan,
có khoảng 500 hoạt động viên. Điều kiện hội nhập tối thiểu phải có cao học về bộ môn khoa học nào đó. Phải tin rằng Kinh Thánh hoàn toàn đúng, không hề sai lầm. Chuyện Chúa tạo dựng nên muôn loài là có thật như Kinh Thánh đã chép. Hồng thủy toàn cầu là chuyện có thật. Có địa chỉ liên lạc với khoảng 210.000 người trong năm 1970. Thường tổ chức những cuộc du ngoạn viếng thăm núi Ararat để đi tìm lại chiếc tàu Noe. Giá tiền là 1.397 đi từ New York, New York. Thành lập năm 1970, có đại bản doanh ở San Diego. Hội này hoạt động rất hăng say, đã xuất bản 55 cuốn sách, đã có một nguyệt sang là H and Fetch gửi cho 60.000 độc giả. Họ cũng đã tổ chức nhiều chuyến thám hiểm núi Ararat vào những năm 1972, 73, 74, 75. Nhưng hoặc thất bại hoặc bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngăn chặn. Họ cho rằng đã có đủ bằng chứng để biết tàu Noe có dung tích 567 toa xe lửa và có thể chứa khoảng 50.000 con vật. Tuy thất bại liên tiếp, nhưng trong vòng mấy chục năm nay, họ cố vận động đem thuyết tạo dựng khoa học vào giảng dạy trong các trường song song với thuyết tiến hóa. Cho đến bây giờ, họ tuy còn thất bại, nhưng họ thường xuyên vẫn dùng thế lực để kiểm soát các sách giáo khoa, không cho dạy thuyết tiến hóa một cách lộ liễu. Chính vì vậy mới có vụ án John Thomas Scopet năm 1925 mà ta vẫn thường gọi là vụ án con khỉ. Tòa đã tuyên án phạt Scopet 100.000 vì đã vi phạm luật tiểu bang Tennessee cấm giảng thuyết tiến hóa trong học đường. Từ năm 1921 đến năm 1929, họ cũng đã vận động được 37 tiểu bang ban hành những luật chống dạy thuyết tiến hóa. Ví dụ luật Mississippi 1926, Arkansas năm 1928, Texas năm 1929. Tuy nhiên, tòa án liên bang bao giờ cũng chủ trương nhà nước tách rời khỏi giáo hội, vì thế không cho giảng dạy tôn giáo trong các trường và đã phán quyết các luật tiểu bang cho phép dạy thuyết tạo dựng trong các trường trung tiểu học toàn quốc Mỹ là vi hiến. Về phía khoa học, tức là về phía những người có trách nhiệm soạn thảo chương trình giảng huấn, ta có những cơ quan sau: National ngoài ra còn có cơ quan American Civil Liberty Union bảo vệ tự do cho người dân Hoa Kỳ. Các chương trình, các sách khoa học được soạn thảo theo tinh thần khoa học và đều dựa trên thuyết tiến hóa. Đôi bên thường xuyên chống đối lẫn nhau, kiện cáo lẫn nhau. Phe tiến hóa nhân danh khoa học, phe tạo dựng cũng đội lốt khoa học, cũng nhân danh khoa học như ai. Tháng 12 năm 1981, cơ quan American Civil Liberty Union kiện lên tòa liên bang xin hủy luật 590 của Arkansas đã cho phép dạy thuyết tạo dựng trong các trường. Tòa án liên bang tuyên bố điều khoản 590 là vi hiến. Tháng 8 năm 1972, William phái thủ cụ kiện National bắt cơ quan này cũng phải viện trợ cho chương trình tạo dựng, cũng y như những viện trợ cho chương trình xuất bản sách của Biological Soul. Tòa án liên bang Nga, liên bang Washington miễn tố vì lẽ các sách của BSS
C. S. Là sách phần đời. Phe Fulham Thalys kháng cáo cũng thua luôn. Năm 1978, Liên đoàn các giáo chức giảng dạy sinh lý học kiện tiểu bang Tennessee về đạo luật cho phép dạy thuyết tạo dựng trong các trường. Năm 1980, tòa liên bang xử luật đó là vi hiến. Phái tạo dựng lại kiện Hội đồng Giáo dục California vì đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của con cái họ. Họ dắt con, dắt cái họ ra tòa để trẻ khai là đã được giảng dạy rằng chúng là dòng dõi khỉ. Phía Hội đồng Giáo dục đã mời được những nhà khoa học thượng thặng ra để binh vực và để biện minh cho thuyết tiến hóa. Quan tòa lúc ấy là ông Ivan Belus khuyến cáo Hội đồng Giáo dục không nên quá cứng rắn giáo điều và nên tế nhị khi trình bày về nguồn gốc con người trong các sách giáo khoa. Phe tạo dựng coi đó là một thắng lợi của họ. Mới hay, cho đến ngày nay, sự tranh chấp giữa khoa học và tôn giáo còn rất là gay cấn. Chính quyền liên bang thì luôn chủ trương tôn giáo tách rời chính trị, tách rời học đường và sẽ không bao giờ cho phép giảng dạy những gì xa gần có liên quan đến vấn đề tôn giáo trong các học đường. Cho đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi được tại sao những người mang tiếng là có những bằng sắc khoa học cao như vậy cho đến nay vẫn tin là có chuyện hồng thủy toàn cầu. Một người bình thường nào đó cũng sẽ nhận ra rằng đó chỉ là một vụ lụt lớn trong vùng Sumeri thuộc Tiểu Á mà thôi. The New Jerusalem Bible của Công giáo bản tiếng Anh hay tiếng Pháp trong chú của chương 7 Genesis cũng đã thẳng thắn chú thích rằng đó là một chuyện lục chưa dựa trên ký ức về một hay nhiều trận lục tại tai hại do hai sông Tiger và Euphrates tạo ra, và sau đó truyền thuyết dân gian đã phóng đại thành một trận lục có tầm kích thế giới. Lục cả xảy ra vào khoảng năm 2348 trước Quỷ Nguyên. 5 năm sau khi vua Nghiêu lên ngôi. Chuyện lục cả kể trong Sáng Thế Ký tối thiểu đã được hai tác giả viết ra mà ngày nay gọi là tài liệu G và B, rồi sau đem gặp lại thành một chuyện. Theo B, Chúa truyền ông Noe đem súc vật vào trong tàu, mỗi thứ một đôi. Theo G, Chúa lại dạy ông Noe phân loài vật thành loài sạch và loài dơ, như heo, thỏ, đà điểu, các loài cú cọ, cú vọ vân vân. Xem Leviticus 11:1-6. Khi ấy chưa có Leviticus, chắc Chúa lại phải mất thì giờ dạy Noel phân biệt thế nào là loài dơ, loài sạch. Sạch thì đem vào trong tàu mỗi thứ 7 cặp, dơ thì đem vào mỗi thứ 2 cặp. Gen 7:2. Di cho rằng mưa 40 ngày đêm và lục 40 ngày đêm. Gen 7:10-11. B cho rằng lục khi Noe 600 tuổi, ngày 17 tháng 2. Gen 7:10-11. Và lục 150 ngày. Gen 8:3. Con tàu Noe kích thước như sau: dài 450 feet, 150 gia hay 135 mét, ngang 75 feet, tức là 22.5 mét, cao 45 feet, có nghĩa rằng là 13.5 mét. Tàu có 3 tầng. Gen 6:16. Con tàu máy ra có một cửa sổ nhỏ hoặc là 9 mít. Gen 6:16. Lúc lục cả theo Do Thái, thiên hạ hãy còn vẻn vẹn ở trong vùng các sông Tiger, Euphrates,
Tiểu Á. Dĩ nhiên là tác giả Thánh Kinh không hề nghĩ rằng còn có Bắc Âu, Ấn Độ, Tân Cương, Trung Hoa, Nhật Bản, Úc Châu, Mỹ Châu, Bắc Cực, Nam Cực. Đây là thiên hạ khoảng năm 611 đến 547 trước Quy Nguyên, tức là khoảng gần 2000 năm sau Hồng Thủy, do Anaximander vẽ và đã được đăng tải trong quyển The Philosophy of Ring của Robert. Thời Hồng Thủy chắc thiên hạ còn nhỏ hơn vậy nhiều. Ngày nay nhờ khoa học chúng ta biết được có khoảng từ 2 đến 4 triệu sinh linh, từ côn trùng đến chim muông cầm thú côn trùng chiếm 4 trên 5 tổng số. Nếu chỉ là một vụ lục trong vùng mà Noe được Chúa báo cho biết trước để chuẩn bị tàu cùng vợ con được thoát nạn, vớt ít nhiều bò, lừa, dê, cừu, mèo, chó của ông thì là một chuyện hết sức hợp lý. Còn nếu Chúa ra lệnh cho Noe trong một thời gian rất ngắn vừa đóng tàu vừa đi bắt 5 triệu nhân hai, cái nghĩa một đực một cái, phi cầm, ẩu thú, côn trùng ở khắp nơi, lại là vừa phải phân biệt được đực cái, khi đi không biết bao nhiêu nước, không biết bao nhiêu dặm đường, trải qua gấp trăm ngàn lần những gian khổ của đường tâm tạng, dỗ dành đánh bẫy được hùm beo sư tử, đem được trăm ngàn loại rắn rết, mỗi kiến theo mình về tàu thì là một đại họa cho Noe và gia đình, vì chắc chắn sẽ bỏ mạng khi thi hành sứ mạng gian lao. Thực ra nếu muốn làm được công chuyện vĩ đại như vậy thì dẫu Noe và ba người con của ông có tài năng, có thiện chí mấy và có mất vài nghìn năm cũng không thể nào làm nổi được. Rồi làm sao mà dỗ cho kiến, cho các cặp uyên ương, ruồi nhặng, ếch nhái, cho sên, cho rùa, cho rắn, cho hùm beo sư tử, cho ngan, cho ngỗm, cho le le, cho phượng, cho mối, cho mọt, ấy là chưa kể đến các loại cào cào, châu chấu, bướm bướm, chuồn chuồn, đến các loại vi trùng, vi khuẩn lớn nhỏ theo nhau xuống một cái tàu nhỏ xíu tối tăm, rồi ở trong đó được ăn uống hẳn hoi, sống một cuộc sống hòa bình trật tự với nhau trong vòng 150 ngày mà không có con nào chết đi, thì quả thật là phép lạ lớn hơn cả sự tạo dựng nên trời đất nữa. Xong rồi, khi thả các loài ra, con nào lại về cư ngụ nơi đất đai con ấy, con thì sang Phi, con thì sang Ấn, con thì sang Úc. Mỗi khi tôi thấy chỉ có Úc mới có con kangaroo thì tôi tự hỏi sao giống này lại tài tình như vậy. Vì đã là một cuộc viễn du vượt trùng dương sang Úc. Trong Sáng Thế Ký có một câu: và nước đã dâng lên rất cao trên mặt đất, và những đồi cao trong thiên hạ đều bị ngập. Nước đã dâng cao 15 xích 22 feet bằng 7.1 gia bằng 6.3 mét, và núi non đã bị che phủ. Cái 6.3 mét mà che phủ núi cái gì? Nếu hiểu rằng nước chỉ dâng cao có 15 xích thì dĩ nhiên chẳng che phủ được đồi núi. Nếu hiểu rằng nước dâng cao hơn các đồi núi trong thiên hạ là 15 xích thì chắc chỉ có Chúa bấy giờ mới đo được. Và nếu quả đúng như vậy thì phải có một số lượng nước lớn hơn số lượng nước hiện tại trong hoàn cầu là 3.5 lần. Chúng ta biết Everest cao là 29.028 feet. Như vậy mực nước sẽ là 29.050 feet. Lượng nước lớn như vậy ở đâu ra và rút đi đâu? Hơn nữa, các cây cối, rau cỏ nếu bị dìm sâu trong nước trong vòng 150 ngày đều chết hết, là vì chúng cũng hút thở dưỡng khí, thán khí như loài người. Nếu ngày nay còn có thảo mộc cỏ cây
thì đó chẳng bằng chứng đã không có lục cả hoàn cầu. Đọc lịch sử Ai Cập, lịch sử Trung Hoa, lịch sử Ấn Độ, ta thấy tất cả đều liên tục. Thời vua Nghiêu năm 2357-2256, và có cả thiên hạ làm bài tôi, chắc cũng khoảng vài triệu người. Lục cả xảy ra năm 2348 bên Tiểu Á, chẳng làm cho vua Nghiêu và bài tôi hề hấn gì cả. Các linh mục Âu Châu khi sang giảng đạo bên Trung Hoa rất khổ tâm vì câu chuyện này, và muốn bảo vệ kinh Thánh Kinh, bảo vệ chuyện Hồng Thủy toàn cầu, đã định viết lại lịch sử Trung Hoa với chủ đề rằng thời Nghiêu Huấn là những thời huyền sử hoang đường. Dẫu sao thì đối với tôi, đó chỉ là một trận lục lớn trong vùng Mesopotamia mà thôi. Tất cả đã được phóng đại lên, như trên đã chứng minh, các nhà bình giải kinh Thánh Công giáo đã công khai chấp nhận quan điểm đó. Đọc câu chuyện lục cả, tôi càng thấy Sáng Thế Ký gồm toàn là những chuyện huyền thoại, từ con rắn biết nói đến cây biến biết lành biết dữ, cây hàng sống, chuyện Noe đi bắt chim bắt cọp, bắt sơn bắt kiến, nghĩa là bắt 10 triệu sinh linh, 5 triệu nhân 2, một đợt một cái đấy, vì có được cái đem về. Về phương diện Thiên Chúa, có lẽ nào Ngài đã hối hận vì đã trót dựng nên loài người, Gen 6.6 câu 6, để đến nỗi phải hạ quyết tâm tiêu diệt tất cả. Và nếu Chúa quả tình vì một con giận dữ mà hủy diệt thiên hạ từ con người đến muôn triệu sinh linh, thì Ngài hết sức ác độc, hết sức dã man, hết sức bốc đồng, hết sức nhẹ dạ đến nỗi làm công việc đó rồi lại hối hận phàn nàn, và lại hứa hẹn sẽ không bao giờ hủy diệt quần sinh nữa. Đọc lời Ngài long trọng hứa với Noe quần sinh: bao lâu trái đất còn đây, mùa màng cấy giặt chẳng thay chẳng rời, hè qua đông lại tới nơi, ngày đêm tiếp tục chẳng ngơi chẳng ngừng, Gen 8:22. Đọc xong lời hứa long trọng này, tôi nghĩ ngay đến những lời đe dọa sắp tận thế trong Tân Ước, từ của Chúa Giêsu đến các thánh tông đồ như Matthew, như Peter, như Phao-rô, như John, Mark 24:26-32, Mark 13:24-32, Luca 20:25-32, Peter 3:7, Thessalonian 4:15, Rêu 2:10-13. Tôi thấy lòng bùi ngùi vì chẳng lẽ Thiên Chúa lại luôn luôn hiền hậu bất nhất, tiền hậu bất nhất như thế hay sao? Và chính vì tin rằng Thượng Đế toàn năng, toàn diện, thiện, nên tôi mới dám đoan quyết rằng trong Kinh Thánh, cả lũ lẫn cả cũ lẫn mới, có rất nhiều điều chẳng do Chúa soi sáng mà là của người phàm viết bậy viết bạ vào mà thôi. Đúng là tận tín thư bất như vô thư. Cái này hay nè: tận tín thư bất như vô thư, tận cùng của cái sự tín thì hả, có đúng hay sai gì theo sách vở, hoặc là đúng theo sách vở hay không theo sách vở không quan trọng nữa, đó là tận cùng của sự tín. Tóm lại, tôi đã dựa vào những dữ kiện hết sức vô tư để kết luận rằng Sáng Thế Ký chẳng qua là một bộ huyền sử và lịch sử của dân tộc Do Thái mà thôi. Giá trị của nó cũng như chuyện Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Tôi đi đến kết luận đó nhờ câu chuyện Vòng Trời, nhờ chuyện Hồng Thủy và nhờ những mâu thuẫn nội tại giữa các mẫu chuyện khác nhau về Hồng Thủy, nhờ sự so sánh các niên kỷ của Sáng Thế Ký về sáng tạo và của khoa học. Càng ngày tôi càng không tin Cụ Ước là do Chúa soi sáng để viết ra, vì nếu quả thật như vậy thì những điều Ngài mô tả về chính Ngài hết sức là lẳng thẳng
kỳ quặc, hết sức tàn ác. Ngài rất mơ hồ về thiên văn. Ngài là chúa của một bộ lạc, một dân tộc nhỏ đã vì Israel mà gieo tai giáng họa cho Ai Cập, mang tàn sát của các dân trong vùng đất Canaan và Do Thái được lệnh vào chiếm đoạt vùng này. Ngài là chúa có hình dáng một con người, có lưng, có mặt, tay chân nhưng như người, có lúc đã từng xuống vật nhau với Jacob và điểm huyệt Jacob, gen 32, 33, 32, 33. Ngài cũng phàn nàn, hối hận, cũng ghen tuông, giận dữ như con người, cũng để cho dân riêng mình bị vua Babylon bắt đi đày, đền thờ mình bị phá hủy, rồi đạo mình lập ra cũng bị chính những người theo đạo của đạo con mình phỉ báng và coi là tà đạo không có lý nào khi Chúa đã dựng nên vũ trụ từ 15 tỷ năm nay mà Ngài lại có thể nói lầm là mới dựng lên cách đây có hơn 6.000 năm. Sự mặc khải đối với tôi được thường xuyên liên tục diễn ra như là một hồng ân cho tất cả những người có lòng tha thiết tìm cầu. Và chân lý là của chung nhân loại, chứ không có ai có quyền sở hữu riêng tư độc sản về chân lý. Sở dĩ các người sáng lập đạo Công giáo đã đoan quyết rằng cựu ước là hoàn toàn đúng, vì họ cần dùng cựu ước để chứng minh rằng Thiên Chúa, Chúa Giê-xu chính là đấng cứu thế đã được các tiên tri trong cựu ước tiên tri từng ly từng tí. Trong khi viện dẫn các lời cựu ước thấy câu nào không hợp với Chúa Giê-xu thì thông qua, thấy câu nào có thể dùng được thì lấy ra, thì cắt sáng đi hoặc dịch lại cho phù hợp. Thực là cả một công trình linh tinh vi tuyệt diệu. Một người đã làm được chuyện ấy là Thánh Matthew, Phúc âm Matthew chuyên môn dùng kinh thánh cũ để áp dụng vào Chúa Giê-xu, để huyền thoại hóa Chúa Giê-xu. Khi muốn dùng thánh kinh cũ để chứng minh Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đã được tiên tri từ ngàn xưa, tuyệt đối sẽ lướt bỏ qua những câu lớn lao như: này đây Gia-vê, vua Israel, đấng cứu chuộc Israel, Gia-vê và các đạo binh, ta là đầu, là cuối, ngoài ta ra không có chúa nào khác. Ai là người giống ta, hãy đứng lên nói xem. Isaiah 43:6-7. Chính ta, Gia-vê, đã làm nên tất cả. Ta một mình đã căng trời bệnh đất, nào có ai đã giúp ta? Isaiah 44:24. Và các ngươi hiểu rằng chính là ta, trước ta không có chúa nào và sau ta cũng không có chúa nào, chính ta là Gia-vê. Không có đấng chúa cứu rỗi nào ngoài ta, không có ai có thể cứu khỏi tay ta. Ta làm thì không ai có thể kháng cáo. Isaiah 43:11-13. Ta là Gia-vê, chẳng có ai bằng, ngoài ta ra không có chúa nào khác. Isaiah 45:5. Chính ta là Gia-vê, ngoài ta ra không có chúa nào khác. Isaiah 45:21. Hãy quay về với ta từ múc cùng mặt đất, vì ta là đấng chẳng ai bằng. Isaiah 45:22. Chắc chắn những câu đó chủ trương Gia-vê độc tôn, vô đối, duy nhất, bất nhị, không bao giờ có ba ngôi. Thảo nào mà dân Do Thái không thể nào tin Chúa Giê-xu là Thiên Chúa giáng trần, là ngôi hai Thiên Chúa được. Đối với họ, Chúa Gia-vê là chí tôn, vô đối, không làm gì có thứ tội mà bị phạt cả đến 100.000 đời, vì Chúa chỉ phạt tối đa là 3 đời. Sao Ngài lại đổi ý chỉ phạt 1 đời? Ai làm tội người ấy chịu mà thôi. Ezechiel 18:3-4. Đấng cứu thế mà dân Do Thái chờ mong sẽ làm vua dân Do Thái, sẽ có nhiệm vụ vinh quang lại cho dân Do Thái. Chứ không có Chúa Giê-xu đã đem thống khổ sỉ nhục lại cho dân Do Thái từ mấy nghìn năm nay. Họ nói không phải là không có lý.
Khi Matthew muốn chứng minh là Chúa Giêsu đã được sinh ra do Đức Mẹ đồng trinh, ông đã viết như sau. Xin mời quý vị lắng nghe clip sau. Clip này nó quá dài rồi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.